Xin chào mọi người á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái mạch điện của Isuzu. Thì khi mà mọi người làm về điện xe á, một trong những cái vấn đề quan trọng của trên xe để chẩn đoán điện á, thì mình có mạch điện. Và khi mình có cái tài liệu mạch điện rồi, và cái việc quan trọng là mình phải biết cách sử dụng nó, thì mình tìm các cái dây điện á, các cái cảm biến và các cái vị trí khác, các cái vị trí như là cầu chì nè, relay nè, các cái cơ cấu chấp hành nha. Thì hôm nay mình sẽ nói mọi người về cái con MUX ha, mọi người xem. Trong này thì nó có là các cái dòng Isuzu tải vừa nè, tải nặng và đầu kéo. Và dòng xe đây là dòng xe du lịch ha, của dòng Isuzu. Như mọi người thấy là con D-Max nè, con MUX ha. Thì mọi người lưu ý là mạch điện này á, nó chủ yếu nó là tiếng Anh, thì mọi người cần nắm một số cái từ cơ bản nhất để mình đọc. Thì hôm nay á, mình sẽ đọc mọi người về cái phần liên quan tới động cơ. Mọi người thấy này, trong này nó có rất là nhiều mục ha. Thì trong này nó có những cái mục cần quan tâm, ví dụ mình muốn đọc mạch điện động cơ thì mình sẽ vô cái mục số 13 này. Đó, engine electrical. Thì trong engine electrical mọi người thấy nó có là starter, charging là hệ thống khởi động và hệ thống sạc. Ngoài ra thì mình sẽ tập trung nói mọi người về phần động cơ, trước. Đó, mọi người xem đây, thì mình mở mạch điện động cơ mọi người xem nè. Thì đầu tiên đó, đây là một cái mạch điện của cái xe, cái động cơ thì mọi người thấy là đây là cái ICM thì cái ICM này nó sẽ có nguồn để cấp, mọi người thấy là đây là cái chân nguồn, chân nguồn nha. Và thứ hai là đây là có nguồn rồi, nguồn là nguồn mát, tiếp theo là nguồn dương. Thì khi mà cái mình cấp điện cho Isuzu thì cái Isuzu này nè, Isuzu động cơ nó sẽ điều khiển các cái relay để đóng điện cấp cho động cơ. Đây là nguồn mát rồi nha, để mời thấy các cái mát ở đây. Rồi thứ hai là cái ECU main ha, relay main này. Thì khi mà cấp điện cho động cơ thì cái ECU động cơ nó sẽ điều khiển cái relay main này để đóng điện và cấp điện 12V cho ECU động cơ. Thì cái ECU động cơ này nó sẽ có điện và bắt đầu nó chạy, nó hoạt động được. Thì mọi người thấy là đây là các cái về phần nguồn ha. Tiếp theo là về cái gì, cái hệ thống sông là đây, outlet ha, bu đi sông này. Cái bu sông này mình sẽ quay lên cái điểm A nha, điểm A mình quay lên này. Đây là cái gì mọi người thấy điểm A là điểm này đúng không? Thì khi mà cái hệ thống sông hoạt động thì cái ECU động cơ này nó sẽ điều khiển cái relay. Thì khi relay đóng lại thì sẽ cấp điện cho cái bu đi sông, cái bốn bu đi sông ở đây. Rồi tiếp theo là mọi người thấy một số van nào, ví dụ như là turbo charger ha, control solenoid valve liên quan tới điều khiển turbo rồi wheel control là solenoid valve nè, cái van lốc xoáy có nó có cái EGR valve. Và một cái đặc thù ở đây mọi người thấy có một cái hay là EGR valve này nó chạy theo cái nguyên lý là liên quan tới cái màng ken. Thì sau này các cái dòng xe người ta cái AVNGR nó là một hệ thống rất quan trọng. Thì thông thường sau này thì rất nhiều cái hãng xe người ta sẽ dùng trong cái AVNGR này, nó sẽ có một cái ISU thì nó giao tiếp ken với động cơ để nó điều khiển luôn, lưu ý là một cái đặc thù. Rồi tiếp theo là mọi người thấy là đây là jack DLC là jack. Rồi thứ hai là fuel filter which liên quan tới cái công tắc của cái lọc dầu. Rồi kim phun là injector 1, injector 4, injector 1, injector 2, injector 3 là đây là kim phun nha, đây là kim phun này. Rồi tiếp theo là liên quan tới con MAF và IAT sensor là liên quan tới con cảm biến nhiệt độ, con cảm biến nhiệt độ khí nạp và con MAF nha. Rồi thứ hai là Accelerable Position Sensor là con cảm biến bàn đạp trên ga. Con cảm biến này có 6 dây nha, 2 dây nguồn, 2 dây mát và 2 dây tín hiệu. Rồi tiếp theo là con Barometric Pressure Sensor là liên quan tới cái con cảm biến áp suất của khí quyển. Con này rất quan trọng với cái dòng máy dầu nha mọi người. Rồi dưới này thì có con gì mà Fuel Rail Pressure Regulator thì liên quan tới con điều áp, con van điều áp ở trên cái của áp. Rồi con CMB sensor là con cảm biến trục cam nha, trục cam CMB. Tiếp theo là con cảm biến fuel rail pressure sensor là liên quan tới con cảm biến áp suất nhiên liệu nha, fuel rail pressure sensor này. Tiếp theo là một cái nữa là liên quan tới cái passive entry and smart system yield ha. Để qua tới cái hệ thống gọi là immobilizer nha, này khá quan trọng nha mọi người. Rồi con boot pressure sensor là con CKB sensor là liên quan tới con cảm biến động cơ nè, boot pressure là con cảm biến gió ha, MAF ha. Còn mấy giờ thì gọi là boot nha, boot. Rồi bấm ga nha, in touch throttle vào bấm ga. Rồi liên quan tới cái engine coolant temperature sensor là liên quan tới con cảm biến nhiệt độ nước làm mát nè. Các cảm biến cơ bản là fuel temperature sensor là con cảm biến nhiệt độ nhiên liệu nha. Đây. Rồi dưới này nữa vehicle bus sensor, rất nhiều cái khác nữa. Thì mọi người thấy là muốn mà là cấu tạo về cái mạch điện của cái dòng Isuzu xe du lịch như con D-Max hay con MUX nè, mọi người thấy nó xài cái động cơ dầu và cái mạch điện nó như vậy. Thì cái Isuzu này nó sẽ chạy trên hai cái giắc là hai giắc Isuzu nè, C61 và E14. Thì muốn tìm cái giắc này nó hình dạng ra sao á, mọi người vô cái tờ location diagram này. Trong cái này nó sẽ chỉ mọi người các cái vị trí dắt ở đâu ở trên xe là mọi người tìm nó nhanh, có hướng dẫn mọi người hết. Rồi, mọi người cứ tham khảo nè, nó có hết nhiều lắm, anh em cố gắng tham khảo ha. Như vậy em một ít rồi đó. Rồi có cái vị trí của connector nè, tên connector là gì ha. Rồi tiếp theo là nó có vị trí của cầu chì, các cầu chì ý nghĩa chức năng làm gì có trên là mọi người hết. Rồi relay, relay nó coi mọi người luôn, chức năng của các cái relay làm chức năng gì nó coi cho mọi người ở đây, nó rất là nhiều. Rồi connector lead nè, rồi relay lead nè, rất là nhiều nha. Rồi các cái điểm round location diagram nè, rồi qua tới các cái điểm tiếp mát. Thì mọi người thấy là khi mà mình làm một chiếc xe, cái mạch điện là một trong những cái rất quan trọng. Thì có mạch điện rồi thì mình mới có thể mình khai thác được mọi thứ được. Và khi có mạch điện rồi mình phân tích mạch điện, rồi mình sẽ tìm các vị trí của các cảm biến, các cái sensor cảm biến này, các cái actuator là kiểu chấp hành, và các cái cầu chì relay, các cái giắc nối mình tìm hết thì mình để đọc kiểm mới nhận được. Đó là liên quan tới cái phần mạch điện của dòng Isuzu MUX hoặc là D-Max. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì về cái mạch điện này hoặc là có hỏi han gì thì mọi người có thể liên hệ bên em sẽ giải đáp mọi người. Rồi các mọi người đã theo dõi video rất nhiều ạ.